mà cái giây phút mà mình lên xe buýt, mình quay lại nhìn gương mặt mẹ của mình, mẹ còn đi theo Thảo, mẹ chạy theo một đoạn rồi mẹ mới dừng. Thì cái giây phút đó Thảo mới phát hiện ra rằng là có lẽ là mình sẽ phải trưởng thành hơn, có lẽ là mình sẽ phải trải qua những thứ chông gai hơn, bởi vì mình không còn bố mẹ bên cạnh, mình không được sai nữa, và mình phải đối diện với tất cả những cái thứ. Và giống như Tú Vân nói rằng đó là nỗi lo. Xin chào các bạn đến với Hotech Podcast, nơi chia sẻ những câu chuyện thú vị, những góc nhìn chân thật về thời sinh viên cũng như là bật mí các bí kíp cho các bạn tân sinh viên. Và mình là Tú Vân, và đồng hành cùng mình trong các số podcast sẽ là các nhân vật đặc biệt. Họ là những người giàu kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn trên hành trình vào đại học. Và đến với số ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một người chị, một người bạn và một người cô thân thiết của các bạn sinh viên Hotech, và chị Chế Dạ Thảo. Xin chào các bạn khán giả, mình là Chế Dạ Thảo. Xin chào Tú Vân. Dạ chào chị. Hôm nay tự nhiên mình đã cảm thấy mình thỏa lòng mong ước, tại mình rất là thích view ở đây. Và ngày hôm nay ngồi đây, mình tin là chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện để nói với nhau. Dạ cảm ơn chị Thảo. Em cũng hy vọng là với một cái không gian rất là thoải mái như thế này thì các bạn tân sinh viên sẽ có thể gỡ được một chút lo lắng nào đó. Bây giờ Thảo đang rất là tò mò, mặc dù mình là khách mời nhưng mà mình lại rất là tò mò bởi câu chuyện của các bạn sinh viên thì luôn luôn mới mẻ, thú vị và nhiều cảm xúc. Không biết là hồi xưa Tú Vân mới lên Sài Gòn á thì Tú Vân mang theo điều gì? Dạ em mới lên này Sài Gòn thì em mang theo rất là nhiều nỗi lo. Em hơi nhút nhát nên là em rất là sợ bị gạt. Vậy chắc là Tú Vân sẽ là người chưa hề hướng nội đúng không? Dạ. Hồi xưa Dạ Thảo cũng là người chưa hề hướng nội các bạn. Nhưng mà do cái sự thích nghi với môi trường học tập nè, rồi làm việc tại một cái thành phố rất nhiều những sự sôi động, những sự cạnh tranh, nên là Thảo hay nói vui với các bạn sinh viên của mình là ban ngày á thì mình hướng lung tung, còn đêm về thì mình hướng nội bậc tham. Dạ thì không biết là để có được chị Thảo như ngày hôm nay thì chị Thảo cũng đã từng trải qua cái thời sinh viên. Thì không biết là thời sinh viên của chị Thảo có những cái câu chuyện nào mà chị Thảo nhớ tới tận bây giờ? Cuộc sống của Thảo thì nó có rất nhiều màu sắc. Và Thảo thì có đến 2 lần xa nhà cơ. Một lần thì Thảo học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, một lần thì Thảo rời thành phố Hồ Chí Minh, rời quê hương của mình để ra Hà Nội học thạc sĩ. Nên là nói về câu chuyện xa nhà thì mình có rất nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ mình kể chuyện vui trước đi ha. Dạ. Nhưng mà cũng không vui lắm đâu. Tại vì là cái ấn tượng đầu tiên của Thảo tại Sài Gòn á, đó là lúc Thảo đến đăng ký nhập học. Thì thời điểm đó mọi người rất là đông mà Thảo đi một mình. Thế là mình chen lấn vào. Một lúc khi mà mình đi ra ngoài thì mình phát hiện ra rằng mình đã mất chiếc điện thoại di động đầu tiên trong cuộc đời. Mà mình còn nhớ như in đó là cái chiếc điện thoại mà người anh họ tặng cho mình. Chiếc điện thoại Samsung nắp gập gập đó các bạn nhá. Mất. Mình lang thang. Mình nhớ là mình đã đi xe buýt, sau đó mình xuống và đi bộ lang thang dọc cái con đường 3 tháng 2. Con đường có rất nhiều áo cưới đẹp, nhưng mà dưới cái sự lung linh đó thì tâm trạng của mình héo queo luôn. Mình rất là lo và mình không biết là mình sẽ phải nói với bố mẹ như thế nào. Và cũng khó khăn khi mà liên lạc về với gia đình. Nên là cũng không vui lắm, nhưng mà mình nghĩ đó là bài học. Và ở Sài Gòn, một nơi mà mình thấy là vừa lạ, vừa quen, vừa vui và háo hức, thì nó cũng đem đến cho mình rất nhiều những trải nghiệm, những bài học đắt giá. Mà mình tin rằng đó là cái nền tảng để có được một Dạ Thảo như ngày hôm nay. Dạ, vậy còn câu chuyện buồn thì sao chị Thảo? Lúc mà Dạ Thảo lên Sài Gòn học á, Dạ Thảo nhớ như in cái khoảnh khắc mà lúc mà Thảo chuẩn bị xách đồ để mẹ chở ra bến xe á, thì ba Dạ Thảo có nói là ở trên đó ráng học nha con, có khó gì cứ nói ba mẹ, ba mẹ dưới đây khổ một chút cũng được, nhưng mà gửi hết lên cho con. Rồi cái lúc mà Thảo lên xe buýt á, lúc mà bước lên xe thì mình trẻ con mà mình cũng háo hức chứ, mình nghe là một cái thành phố lớn nè, rồi mình ham chơi cho nên là mình háo hức, mình rất là mong đợi luôn á. Nhưng mà cái giây phút mà mình lên xe buýt, mình quay lại nhìn gương mặt mẹ của mình, mẹ còn đi theo Thảo, mẹ chạy theo một đoạn rồi mẹ mới dừng. Thì cái giây phút đó Thảo mới phát hiện ra rằng là có lẽ là mình sẽ phải trưởng thành hơn, có lẽ là mình sẽ phải trải qua những thứ chông gai hơn, bởi vì mình không còn bố mẹ bên cạnh, mình không được sai nữa, và
mình phải đối diện với tất cả những cái thứ. Và giống như Tú Vân nói rằng đó là nỗi lo. Dạ, với nhiều năm trong việc là nghiên cứu về tâm lý giáo dục thì theo như chị Thảo á, cái việc mà các bạn lo lắng đó thì xuất phát nguyên nhân từ đâu? Và cách tốt nhất mà để các bạn vượt qua những lo đó thì là cách nào? Nguyên nhân thì thường sẽ có hai nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là nguyên nhân chủ quan và thứ hai là nguyên nhân khách quan. Mình sẽ nói về nguyên nhân chủ quan trước. Đó là những điều mà các bạn chất chứa bên trong mình. À, ai cũng có những cái nỗi sợ nhất định cả. Và một trong những nỗi sợ rất là lớn đó chính là vượt qua những cái sự an toàn mà chúng ta vốn có. Môi trường an toàn nè, rồi những người bạn an toàn nè. Và cái gì mới cũng chứa đựng những cái rủi ro mà chúng ta không hình dung được. Cho nên việc mà chuyển tiếp sang một môi trường học tập mới, một môi trường sống mới, hệ sinh thái những các mối quan hệ mới mà các bạn chưa được thiết lập, nó làm cho các bạn bị bối rối. Và một số bạn thì cũng còn chưa thực sự có nhiều cái kỹ năng mềm có thể thích nghi được trong những điều kiện làm việc khác nhau, cho nên hơi chùn bước bởi sự lo lắng. Nhưng mà sự lo lắng cũng không có nghĩa rằng nó tiêu cực đâu, Tú Vân và các bạn ạ. Bởi vì sự lo lắng cũng chính là một trong những lý do và động lực giúp cho các bạn cố gắng để khắc phục, để làm cho bản thân của mình trở nên tốt hơn, vượt qua được sự lo lắng đó để chạm tay đến những điều thú vị trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mà mình sợ độ cao đi, thì mình sẽ cố gắng khắc phục bằng cách là mình sẽ chinh phục dần 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 và nâng lên những cái tầm cao mà chúng ta có thể chạm tới, có thể đặt chân tới. Và trong quá trình chúng ta khắc phục những cái nỗi sợ và sự lo lắng đó, nó làm cho chúng ta có thể phát triển bản thân. Và câu chuyện về nỗi lo lắng ở môi trường đại học cũng giống như vậy. Vậy thì cái việc mà thiếu kỹ năng mềm cũng như là tâm lý chung khi mà sợ hãi bước ra khỏi vùng an toàn đều hoàn toàn có thể khắc phục được. Còn nhóm nguyên nhân số 2, đó là nhóm nguyên nhân khách quan. Chúng ta không thể phủ nhận được rằng sự khác biệt nào cũng mang lại những rủi ro, những điều mà chúng ta chưa thể nào kiểm soát được. Và ở những môi trường học tập như các thành phố lớn, chúng ta thấy Sài Gòn nè, Đà Nẵng nè, rồi Hà Nội nè, cũng có nhiều câu chuyện phức tạp xoay quanh đời sống sinh viên của các bạn. Cho nên là sự lo lắng lúc này lại có một ý nghĩa nhất định. Nó làm cho các bạn biết được những giới hạn an toàn. Ví dụ như là mình chưa có rõ về đường xá, rồi giao thông, thì mình cũng hạn chế cái việc đi những cái nơi mà mình không biết tới, quá xa cái nơi mình ở hoặc là nơi mình học tập nè. Rồi lưu thông trên đường cũng cẩn thận hơn, chậm rãi hơn, nhìn trước nhìn sau hơn nè. Và kể cả cái việc mình kết giao với những người bạn mới, việc mình lo lắng cũng giúp cho mình cẩn trọng hơn trong việc là tạo lập các mối quan hệ hoặc là giao tiếp với những người xung quanh. Vậy thì nỗi lo cũng đâu có đáng sợ lắm đúng không các bạn? Dạ, vậy thì giữa cái việc mà tự trấn an bản thân với cái việc là chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ cần thiết khi mà vào đại học thì đâu là cách tốt nhất để các bạn tân sinh viên có thể áp dụng? Chị nghĩ là mình phải tổng hòa những cái giải pháp đó và nhiều hơn thế nữa. Thứ nhất là chuẩn bị là điều tiên quyết, tại vì là mình phải chuẩn bị kỹ. Giống như việc mình ra khỏi nhà nè, hôm nay mình có mang áo mưa, mình có mang theo ô, mình có cả mang theo tiền nữa, thì trời có mưa, trời có nắng, thế nào mình cũng có thể giải quyết được đúng không ạ? Sự chuẩn bị nó không thể giúp cho các bạn thành công, nhưng nó làm cho các bạn hạn chế những rủi ro. Và trước tiên đó là các bạn thấy vững lòng hơn, các bạn sẽ cảm thấy rằng là mình có thể đủ khả năng xoay sở ở mức cơ bản. Việc số 2 đó là mình phải phát triển bản thân của mình thông qua những cái kế hoạch. Cái nỗi lo đó sẽ được xé nhỏ ra nếu như bạn biết cách thức để làm cho bản thân mình quên đi sự lo lắng bằng những kế hoạch cụ thể. Vì đầu óc của chúng ta thật ra cũng có những sự giới hạn nhất định. Chúng ta không thể cùng lúc có những cái cảm xúc vui vẻ, tích cực, háo hức nhiều, thật là nhiều, mà lại chứa đựng cả những cái sự lo lắng tiêu cực cả. Chút xíu thôi, bởi vì cảm xúc tích cực nó sẽ lấn át những cảm xúc tiêu cực nếu chúng ta biết nâng tầm nó lên và đủ đầy. Vậy thì Thảo nghĩ rằng là những người trẻ bao giờ cũng háo hức mong đợi với những kế hoạch thú vị. Và nếu như bạn kịp thời ra kế hoạch bắt nhịp với những hoạt động sôi nổi ở trường đại học nè, ở nơi bạn sống, rồi nếu mà mình cảm thấy là mình chưa thực sự quen với các bạn ở môi trường mới á, thì mình kết nối với những người bạn cấp 3 của mình, lâu lâu gặp nhau một xíu, cùng nhau làm một cái dự án, làm một kênh TikTok, một kênh podcast chẳng hạn, thì nó làm cho mình từ từ dịch chuyển từ những sự an toàn nhất định để một chân bước vào một môi trường mới. Tôi cũng thấy là tôi đủ ổn để mà vừa lạ lạ mà vừa quen quen, nó làm cho tôi cảm thấy an toàn hơn. Hành động cụ thể vừa đẹp mà vừa có nội dung nữa, tập gym nè, tập yoga nè, tập chạy nữa, và hình như là ở trường mình có phòng gym đúng không Tú Vân? Dạ có. Đấy,
Rồi Thảo thấy là ở dưới sân trường của mình á, bao giờ cũng có nhiều hoạt động nhảy múa nè, rồi hát ca nè, dạ sinh hoạt tập thể nữa, rồi quá trời câu lạc bộ. Thì đây chính là mảnh đất tiềm năng để chúng ta gì ạ, tham gia vào. Và chính những cái hoạt động đó nó sẽ kết nối bản thân chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ lạc lõng trong một môi trường mới. Cách tốt nhất để bạn không bị lạc lõng là bạn phải neo mình và gieo mình vào những mảnh đất màu mỡ, nhiều niềm vui, nhiều sự hứng khởi. Và kể cả những bạn mà thuộc team hướng nội như là Tứ Vân đúng không ạ? Ai tin được một cô gái hướng nội đang ngồi đây với vai trò là host ngày hôm nay, chắc chắn cũng sẽ có những cái tip nhỏ gửi cho các bạn. Bây giờ Vân chia sẻ cho Dạ Thảo cùng các bạn đi. Đối với em thì em chia thành hai vế là bị động và chủ động. Thì bản thân em nó hơi bị động là vì em hay tự nghĩ là chắc sẽ ổn đó, thôi mình cứ tới đâu hay tới đó, chứ em không có sẵn một kế hoạch nào đó. Nên là vào những lúc tân sinh viên thì em cũng đã từng bị choáng với cái không khí rất là sôi động ở tại Hutech. Vì em nghĩ là hồi cấp 3 mình làm được, chắc lên đại học thì cũng vậy thôi đó. Nên là có một khoảng thời gian em không tìm được những người bạn cùng tần số, và em bị mất khoảng 1 năm mới có thể cởi mở lòng mình ra được. Vậy thì từ khóa đầu tiên mà Dạ Thảo muốn dành tặng cho các bạn để các bạn có thể vượt qua được sự lo lắng mà mình đang thu mình lại, đó chính là sự chủ động. Sự chủ động sẽ là nền tảng giúp cho các bạn vượt qua được những chướng ngại của bản thân. Nhưng chủ động làm gì nè? Mình phải lên kế hoạch chứ, mình không có đợi, không có chờ nha, không có nghĩ mà mình phải làm liền luôn. Ví dụ như muốn có mối quan hệ mới để neo mình lại nơi một mảnh đất mà các bạn tưởng chừng như không quen thuộc, mình đặt ra chỉ tiêu ha. Mối quan hệ cũng có cái chỉ tiêu các bạn nha. Tuần này mình sẽ phải kết bạn và làm thân với tối thiểu 2 người bạn trong lớp trước nè, rồi mấy anh chị khóa trên nữa đó. Bật mí với các bạn là chúng ta làm việc với những anh chị khóa trên đó, mình sẽ học được rất là nhiều điều. Nãy giờ mình nói về những cái lo âu, thì không biết là nói về những cái háo hức, thì các bạn tân sinh viên thường có những cái cảm xúc háo hức như thế nào á? Riêng ở trường đại học á, các bạn thấy là cái style ăn mặc của các bạn sinh viên á, mê, rất là đẹp, nhiều khi tưởng như một cái sàn diễn thời trang vậy đó. Mỗi người một cái màu sắc, bởi vì các bạn được quyền thoải mái thể hiện văn hóa và cái màu sắc cá tính cá nhân, miễn là nó tôn trọng những cái chuẩn mực chung của một môi trường học tập là được. Dạ. Rất là lung linh, rất là nhiều sự phong phú. Cái tiếp nữa đó là gì? Khi mà các bạn lên đại học á, các bạn biết là cái sự tự do nó sẽ được mở rộng nhiều hơn, nhưng đi kèm đó là sự tự lo. Nghĩa là cái tính chủ động và cái tính trưởng thành của các bạn ngày càng được phát huy. Và chị háo hức là gì? Money. Hồi xưa nhà là nhận lương theo ngày, nhận lương theo tuần là nhiều lắm rồi. Còn bây giờ mình được nhận lương theo tháng, giàu nha mọi người, cảm giác sang xịn mịn. Và mình phải làm chủ cái khoản tiền đó, nó có thể là không quá nhiều, nhưng mà mình sẽ bắt đầu có cái cảm xúc là mình được làm chủ cuộc đời mình thực sự. Mình sẽ phải giải quyết được cái bài toán chi tiêu, tiêu thế nào, xài ra làm sao. Và còn có cả những cái khoản nhỏ nhỏ như tiền điện thoại, tiền internet, rồi tiền trà sữa v.v. Mình làm mình cảm thấy mình thực sự là mình là người lớn rồi đó, đang lớn nhưng mà cảm giác như mình đang rất là trưởng thành rồi. Thì Thảo nghĩ đó cũng là một kiểu háo hức. Cám dỗ là một thứ mà có thể nói là một điều mà các bạn tân sinh viên phải cần lưu ý. Thì theo như chị Thảo, những cái cám dỗ nào mà các bạn tân sinh viên nên né? Thảo nghĩ là cám dỗ thì ở đâu cũng sẽ có, tuy nhiên ở một thành phố lớn thì nó sẽ có mức độ phức tạp hơn. Và cám dỗ đầu tiên sẽ đến từ việc đó là những cái đối tượng xấu lợi dụng cái việc mà các bạn chưa có nhiều hiểu biết, chưa có nhiều kiến thức tại môi trường sống mới và chưa có kỹ năng mềm nhiều á, để có thể lừa lọc các bạn. Rồi kể cả những cái chuyện lưu thông trên đường nữa, tại vì đường rất là đông nè, rồi kẹt xe nè, chúng ta phải cẩn thận hơn. Hoặc là việc mà các bạn mong muốn tìm một công việc làm thêm để có thể tự chủ động và trang trải cuộc sống của mình, nhưng mà cũng phải tìm hiểu rất là kỹ thông tin, bởi vì là cũng có nhiều nơi họ sẽ lợi dụng sức lao động của sinh viên hoặc là gài bẫy sinh viên với những cái công việc làm thêm đa cấp lừa đảo. Tiền mất thì tật mang, và quan trọng hơn là các bạn cảm thấy mình mất niềm tin vào cuộc sống. Rồi có cả những cái bẫy tình nữa các bạn. Có những cái người họ sẽ đóng vai trách thủ, cướp mất trái tim của các bạn và làm cho các bạn cảm thấy không có tin vào tình yêu nữa ha. Lúc đó khóc lóc rồi không biết là my destiny của em ở đâu. Thì lúc này chúng ta cần phải tỉnh táo hơn. Bằng cách nào? Thầy cô, bạn bè, rồi những anh chị trong khoa, cán bộ ở trường cực kỳ thoải mái trong việc chia sẻ với các bạn.
hết việc làm thêm thì mình có thể đến trung tâm hỗ trợ sinh viên, công phòng công tác sinh viên, trung tâm hợp tác doanh nghiệp của trường mình. Muốn tìm hiểu thêm những thông tin của những khóa học, những cái nơi phát triển bản thân thì mình đến với những anh chị ở phòng truyền thông của chúng ta, trung tâm truyền thông của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, có rất nhiều người đang sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Các bạn không có một mình đâu. Nên là háo hức thì rất là nhiều, nhưng cũng phải giữ cho mình những cái biên độ an toàn để có thể đi được đường dài với một trái tim vững vàng và nhiều cái niềm tin vào giá trị tốt của cuộc sống. Dạ, vậy chị Thảo ơi, không biết là ở riêng khu tách mình có những cái điều gì mà khiến cho các bạn sinh viên háo hức để có thể trải nghiệm đến như vậy? Chắc bạn vì có cô Thảo. Mưa mù xíu thôi, cô Thảo chỉ là một trong những thầy cô nhỏ bé, dễ thương và cực kỳ thân thiện với các bạn. Bởi vì ở môi trường làm việc ở đây, như Thảo cảm nhận thấy và gắn bó thì cực kỳ năng động từ phía thầy cô, từ phương pháp giảng dạy nè, rồi cách mà giao tiếp với các bạn sinh viên, vừa sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ các bạn để các bạn có cảm giác thân quen giai đoạn ban đầu, đến việc cho các bạn có rất nhiều trải nghiệm. Nhưng cũng hơi khó tính nha, mà khó tính ở đây đó là việc một cách rất nghiêm túc đưa ra cho các bạn những cái thử thách, và từ đó các bạn được rời khỏi mái trường đại học với một phiên bản xịn, mịn và sang hơn rất là nhiều. Thứ hai, cá nhân của Thảo thấy đó là gì ạ? Một môi trường học tập đầy sắc màu. Khi mà mình bước chân vô đây là mình thấy rồi đó, nhìn bộ đồ của Dạ Thảo và MC hôm nay là các bạn cũng biết rồi. Chúng tôi rất yêu màu sắc, và những màu sắc đó là những gam màu tươi trẻ, xanh, đỏ, tím, vàng, cam. Tất cả những màu sắc này tạo nên bản sắc và nhìn thấy được cái bầu không khí tâm lý luôn luôn làm cho chúng ta nhiều năng lượng. Dạ, vậy thì để có thể có được một cái thời đại học tươi đẹp như vậy thì ở trên ba lô của các bạn tân sinh viên cần mang theo những thứ gì? Trước tiên phải là mang theo gì các bạn? Mang theo ước mơ, mang theo đam mê, mang theo niềm tin của bố, mẹ và gia đình. Thảo nghĩ đó là giá trị cốt lõi nhất, nên Thảo luôn dặn các bạn sinh viên ạ. Các bạn ơi, ở thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố lớn, ở môi trường nào đi chăng nữa thì các bạn cũng đừng bao giờ quên được tình yêu thương của bố mẹ dành cho các bạn. Họ không ở cạnh các bạn không có nghĩa họ nhường yêu thương hoặc khó khăn trong việc thể hiện yêu thương với các bạn đâu. Và ngược lại, hành trang đầu tiên phải là hành trang của sự yêu thương. Số 2, lên kế hoạch. Những kế hoạch cụ thể sẽ là thứ giúp cho các bạn neo đậu bản thân. Và khi các bạn đã cắm rễ, các bạn hoàn toàn vững vàng trong việc phát triển, không gì tuyệt vời ngoài việc trải nghiệm. Đó là hành trang của tuổi trẻ nên có, chính là những trải nghiệm, cho mình những cái cơ hội trải nghiệm. Cái điều tiếp theo đó là kỹ năng. Kỹ năng mềm không phải là yếu tố quyết định, nhưng nó sẽ làm cho cuộc sống của các bạn ở môi trường học tập mới nó dễ dàng hơn, nó bớt đi những cái rủi ro. Và khi bạn thuận lợi, bạn làm được gì nó cũng sẽ cảm giác nó được suôn sẻ hơn và kết quả sẽ tốt hơn. Và mình rèn luyện kỹ năng mềm ở đâu? Thông qua những lớp học nè, rồi thông qua những cái hoạt động mà các bạn tham gia. Dù bạn có là người hướng nội chăng nữa thì các bạn phải hiểu sự thích nghi nó phải đến từ việc các bạn có kỹ năng. Nên cố gắng vượt qua được những chướng ngại bản thân. Yên tâm đi, dù bạn tham gia vào một câu lạc bộ hay một hoạt động gì chăng nữa, các bạn cũng sẽ được giữ màu sắc riêng của các bạn. Thảo tin rằng là nếu các bạn chuẩn bị được những yếu tố này trên chiếc ba lô đó, hơi nặng xíu ha, không sao hết, mình khỏe, mình trẻ mà, mình đừng có ngại cái chuyện đó, thì mình sẽ đi được rất xa và đem đến những giá trị không chỉ cho bản thân, và khi trở về nhà, mỗi lần trở về nhà, các bạn cũng sẽ làm cho bố mẹ yên tâm, ủng hộ và đồng hành cùng với các bạn. Dạ, vậy thì để có thể tỏa sáng như chị Thảo hiện tại thì không biết là chị Thảo có thể chia sẻ một chút xíu bí quyết cho các bạn tân sinh viên được không ạ? Cảm ơn lời khen của Tú Vân. Chị Thảo rất là vui khi được thừa nhận rằng mình đang tỏa sáng. Nhưng mà cá nhân Thảo thì Thảo nghĩ rằng là mỗi chúng ta đều đang tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, cái việc tỏa ra ánh sáng màu gì, cường độ ra sao, nó mới là câu chuyện để bàn. Và nếu như mình muốn tỏa sáng mà mọi người đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi đến gần mình, nhìn thấy mình và mang lại giá trị cho toàn xã hội này, thì chúng ta nên có hai câu chuyện sau đây. Chuyện số 1, bạn phải là người có giá trị, thì lúc đó ánh sáng bạn tỏa ra mới đón nhận được từ những người khác. Không nhất thiết bạn phải là một cái người cực kỳ tài năng đâu. Giá trị là người khác cảm thấy hữu ích và họ trân trọng cũng như họ sử dụng được những điều mà các bạn chia sẻ. Và điều số 2 là hãy nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và năng lượng tích cực. Bởi vì đẹp thôi thì chưa đủ, giỏi thôi thì cũng chưa hẳn là ổn, mà bạn phải luôn luôn
lan tỏa những giá trị tích cực, những năng lượng tích cực. Điều này nó sẽ giúp cho cộng đồng xung quanh bạn luôn luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và có nhiều động lực hơn. Thảo tin rằng ánh sáng đó cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương với các bạn. Dạ vậy thì những ngày gần đây là Hutech đang đón một cái đợt sinh viên vào đăng ký nhập học. Thì để có thể chào đón các bạn thì không biết là cô Thảo có thể gửi cho các bạn một lời chia sẻ nào đó. Các bạn ơi, tuổi trẻ này luôn luôn có những thử thách. Và thử thách đầu tiên, dấu ấn đầu tiên để các bạn có thể bước và đặt những bước chân vững chãi trên con đường trưởng thành của mình, đó chính là rời xa gia đình, rời xa những điều quen thuộc để có thể phát triển rực rỡ trong những chặng đường phía trước. Thảo tin rằng nếu các bạn có một trái tim đủ yêu thương, đủ đam mê, có một giấc mơ đủ lớn, có những kỹ năng vững vàng và luôn luôn có lòng tin vào bản thân của mình, thì vũ trụ này, thầy cô, bạn bè, anh chị em và tất cả những người xung quanh sẽ hiệp lực giúp cho các bạn tỏa sáng với giấc mơ, nghề nghiệp và tương lai của mình các bạn nha. Và cảm ơn chị Thảo đã góp mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên đón xem Hutech Podcast tập tiếp theo trên YouTube, Fanpage và TikTok của Hutech nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.